Bằng của em đẹp hơn được. Chị cho em cho bí ớt hai cái tặng. Ai sao có muốn, trời thơm quá. Mình bán tới mấy giờ vậy anh? Dạ 11 giờ. Dạ. Nãy đi 9 giờ sợ trễ quá hôm nay nghỉ. Rất là ngon luôn. Giá rất là rẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Một phần sò đẹp 30.000, 10 con. Cực kỳ hấp dẫn. Quá nhanh. Nhanh quá trời luôn. Bây giờ mình tới món. Wow, xong luôn. Hôm bữa ghé là không có anh, có cái chị gì làm. Sò đẹp con siêu to khổng lồ. Sò đẹp nè. Ốc bu. Sò mai. Sò lông. Ốc hương rất là to luôn. Ốc mỡ. Ốc len. Càng ghẹ. Ốc móng tay. Đây là thành quả của mình chọn quán ốc đồng giá 30k. Đây là phần ốc bông tai, xào rau muống. Đây là phần ốc bu nướng tiêu. 2, 4, 6 10 con nha quý vị. 9 con. 9 phần ốc bu nướng tiêu giá 30.000. Rất là ngon luôn. Phần đây là phần ốc hương. Ốc hương nắp xả. Rất là vừa miệng nha quý vị. Quán này ăn rất là vừa miệng. Đây là phần sò đẹp nướng mỡ hành, 10 con sò đẹp. Nói chung là giá 30.000 mà mình đi ăn nhiều quán mà mình thấy ở đây giá 30.000 khá là rẻ và ngon. Nêm nếm rất là ngon, vừa miệng ăn luôn nha. Đây là lần sau nhiều lần mình đi tới thì quán ốc này là ốc Mỹ ở thành phố Mỹ Tho. Mấy bạn có dịp thì ghé đây ăn thử một lần ha. Vừa ngon mà lại rẻ. Đây là quán lề đường, quán bụi cho mấy bạn, nhưng mà anh chị chủ bán rất là nhiệt tình và vui vẻ. Món ăn ngon, hấp dẫn. Nêm nếm vừa. Quán rất là đông nha. Tại giờ mình ghé giờ trễ rồi. Khuya rồi cho nên là vắng khách thôi. Chứ mấy bạn ghé giờ cao điểm là không có bàn ngồi. Rồi, xin chào các bạn.